Darren là một chàng trai nổi tiếng ở trường bởi thành tích học tập luôn ở top đầu của anh ấy. Điều đó khiến cha mẹ của Darren rất tự hào. Nhưng một ngày nọ, người bạn của Darren tên là Steve đã rủ rê anh trốn học. Cả hai đi lên sân thượng để tán dóc mặc cho thầy giáo say sưa giảng bài. Steve ném vỡ chiếc bóng đèn treo trên tường và thách thức Darren làm điều tương tự. Không do dự, Darren lập tức tung ra một cú ném chính xác, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã phát hiện ra hai người. Vụ việc lập tức được thông báo đến phụ huynh. Darren bị bố mẹ mắng mỏ một cách tàn nhẫn và tước mọi đặc quyền của anh trong vòng 2 tháng. Hơn nữa, họ còn cấm Darren chơi với Steve vì cho rằng anh ta là một người có ảnh hưởng xấu. Ngày hôm sau, Darren đã nói với Steve rằng bố mẹ của Darren muốn cắt đứt tình bạn của hai người. Điều đó khiến Steve vô cùng thất vọng. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe limousine chạy ngang qua. Một người đàn ông bên trong xe ném ra một tờ quảng cáo rơi ngay trước mặt họ. Hóa ra đó là một lời mời tham gia đêm biểu diễn xiếc đặc biệt mà suốt 500 năm mới có một lần. Họ nhớ lại giáo viên từng cảnh báo học trò không được tham gia buổi biểu diễn xiếc vì sự quái dị và bất hợp pháp của nó, nhưng vì tò mò nên cả hai vẫn quyết định đến xem. Tối hôm đó, Darren và Steve lẻn ra khỏi nhà và cùng nhau đạp xe đến rạp xiếc. Cả hai đều có những sở thích kỳ lạ. Darren là một người rất thích nhện, trong khi Steve thì luôn bị ám ảnh bởi ma cà rồng. Họ mua vé từ một sinh vật bí ẩn sau tấm rèm. Tuy nhiên, khi Steve đưa tiền cho nó, sinh vật bí ẩn đã cắn vào tay anh ấy rồi bỏ chạy khỏi đó. Các chàng trai bất ngờ trước sự việc kỳ lạ và đi bộ vào bên trong nhà hát. Buổi biểu diễn đã thu hút rất nhiều người ở các độ tuổi khác nhau, ngay khi hai thanh niên vừa bước vào bên trong. Người dẫn chương trình tên là Thóc bắt đầu giới thiệu về show diễn quái dị hoạt động lâu đời nhất thế giới. Họ đã mang đến những điều kỳ dị cho hết thế hệ này đến thế hệ khác. Và sự hiện diện của người sói đã khiến khán giả vô cùng sợ hãi. Ông Thóc điều khiển người sói tiến về phía một nữ khán giả gần đó. Và trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người, người sói đã xé toạc cánh tay của cô gái. Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, bàn tay của cô gái đã hồi phục trở lại. Đó chính là nữ hoàng tái tạo quyến rũ Kerma Lim. Tiếp theo là Alexandre Rib, người đàn ông mang đến sự kỳ dị nhất trong những điều kỳ dị. Zeta Tít là thành viên thứ 3, với hàm răng vô cùng rắn chắc. Cô ấy có thể cắn vỡ bất cứ thứ gì, trong khi người bạn đời của cô ấy có thể ăn mọi thứ trên đời. Thậm chí anh ta còn nuốt chửng cả một chiếc xe đạp và nhổ ra nguyên vẹn. Một lúc sau, cô gái xinh đẹp và lập dị tên là Madame Choska xuất hiện. Choska gọi Darren lên sân khấu và đề nghị anh ấy làm trợ lý cho mình. Tuy nhiên, khi chạm vào mặt cô ta, Darren giật mình sợ hãi khi thấy cô nàng lập dị khiến cả khán phòng ngán ngẩm bởi khuôn mặt đầy râu. Đột nhiên, Choska cảm nhận được điều gì đó từ Darren khiến cô ấy có linh cảm bất an. Vì vậy, sau khi kết thúc màn biểu diễn của mình, Choska đã đề nghị chủ gánh xiếc tên là Laten hãy kết thúc buổi biểu diễn và nhanh chóng rời đi. Nhưng bất chấp những cảnh báo của cô ấy, màn biểu diễn tiếp theo vẫn diễn ra. Laten lên sân khấu cùng với bạn diễn của mình là một chú nhện độc Okta. Ngay lập tức, con nhện khiến Darren mê mẩn. Laten gây ấn tượng với đám đông bằng màn biểu diễn vũ đạo cùng chú nhện. Trong khi Steve nhận ra Laten từ một cuốn sách về ma cà rồng và thì thầm với Darren rằng Laten chính là ma cà rồng tên là Ver Houston. Đúng lúc đó, buổi biểu diễn bị gián đoạn bởi cảnh sát và những người dân trong thị trấn xuất hiện và yêu cầu đóng cửa nhà hát. Trong khi mọi người tranh cãi với người của gánh xiếc, Darren đã lẻn vào hậu trường với ý đồ bắt trộm chú nhện Okta. Anh ấy bị thu hút bởi vẻ bề ngoài sặc sỡ của nó. Bất ngờ, Darren nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Anh ấy lập tức đánh cháo chiếc lồng rồi trốn vào bên trong chiếc tủ gần đó. Trước sự ngạc nhiên của Darren, Laten xuất hiện cùng một người đàn ông tên là Gavner. Họ thảo luận về mối đe dọa do một nhóm ma cà rồng khác tên là Vampanizer. Bọn chúng đang săn lùng và tiêu diệt nhóm ma cà rồng của Laten và Gavner. Đột nhiên, Steve xông vào và cầu xin họ biến anh thành ma cà rồng. Steve nói anh chán ghét cuộc sống của mình, bởi cha của anh ấy đã chết từ lâu, trong khi mẹ anh thì thường xuyên say xỉn. Đó là lý do anh ấy không còn lưu luyến với cuộc sống hiện tại. Sau một hồi lâu cố gắng thuyết phục Laten, cuối cùng ông ấy cũng nhượng bộ và quyết định thử máu của Steve. Tuy nhiên, ngay lập tức Laten nhận ra máu của anh ấy mang vị của cái ác. Vì vậy, ông ấy đã thẳng thừng từ chối biến Steve thành ma cà rồng. Một lúc sau, Laten nhận ra con nhện của mình đã biến mất. Nhưng lúc này, Darren đã nhanh chân chạy trốn khỏi căn phòng. Có một lối đi bí mật dẫn Darren đến một con hẻm. Anh ấy vừa thoát ra ngoài đúng lúc một chiếc xe dừng lại. Người đàn ông tên là Tiny gọi Darren lên xe và nhanh chóng đưa anh ấy rời khỏi đó. Đồng bọn của Tiny tên là Merlu. Họ chính là những ma cà rồng đang tìm cách tiêu diệt nhóm của Laten. Hóa ra họ đã nhầm Darren với Steve. Người mà Tiny và Merlu đang tìm kiếm chính là bạn của Darren. Vì vậy, họ quyết định thả anh ấy trước khi tuyên bố rằng họ sẽ giữ liên lạc với Darren. Ngày hôm sau, Darren mang theo chú nhện Okter đến trường và giấu nó bên trong chiếc cặp. Nhưng Steve đã phát hiện ra bí mật của Darren. Anh ấy tò mò quan sát con nhện nhưng bất cẩn làm rơi chiếc lồng khiến con nhện trốn thoát khỏi đó. Tuy nhiên, thay vì cố gắng bắt lại con nhện, Steve lại đuổi theo với ý định giết chết nó, gây ra sự náo loạn ở hành lang trong khuôn viên nhà trường.
Điều đó khiến Steve phải trả giá khi bị con nhện độc cắn vào má làm anh ấy đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Sau đó ung dung nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài trước sự bất ngờ của Darren và tất cả mọi người. Darren vội vàng quay trở lại rạp xiếc và cầu xin Laten cứu sống bạn mình. Ban đầu Laten thẳng thừng từ chối, nhưng vì người của ông có thể gặp rắc rối khi sự tồn tại của họ bị phát hiện, cuối cùng Laten cũng đồng ý đưa thuốc giải độc cho Darren với một điều kiện. Darren phải trở thành trợ lý ma cà rồng cho ông ấy. Điều này có nghĩa là Darren phải chấp nhận cuộc sống cô đơn, phải rời bỏ gia đình, bạn bè và toàn bộ cuộc sống hiện tại để trở thành ma cà rồng. Bất chấp những hậu quả nghiêm trọng, Darren đồng ý với các điều kiện của Laten và nhận máu ma cà rồng của ông ấy. Sau đó hai người chạy đến bệnh viện để cứu mạng của Steve. Laten tiêm cho Steve một liều thuốc giải độc, ngay lập tức thuốc giải có tác dụng. Và Steve đã có thể đi học ngay ngày hôm sau. Trong khi đó, Darren bắt đầu cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng với máu ma cà rồng của Laten. Anh ấy bắt đầu thèm ăn thịt sống. Thậm chí Darren còn bị thôi thúc giết chết và hút máu em gái của mình. Tuy nhiên cuối cùng anh ấy cũng kiềm chế được cơn khát máu. Bất ngờ Darren thấy Laten đang ngồi đọc sách ở góc phòng. Ông ấy cảnh báo Darren rằng đã đến lúc anh ấy cần phải rời bỏ gia đình. Bởi giờ đây Darren đã trở thành mối đe dọa cho người thân trong gia đình. Anh không muốn rời xa ngôi nhà thân yêu của mình, nhưng sau khi suýt nữa làm hại cô em gái nhỏ, Darren đành phải chấp nhận chuyện đó. Lần đầu tiên trong đời Darren có thể nói lên những lời yêu thương với bố mẹ, sau đó tạm biệt cô em gái bé bỏng của mình trước khi Laten giúp anh ấy sang thế giới bên kia. Laten bẻ gãy cổ của Darren, sau đó tạo hiện trường như thể anh ấy qua đời vì bị ngã từ trên sân thượng. Gia đình của Darren rất đau lòng trước sự ra đi của anh ấy. Tại đám tang của anh, bạn bè và người thân bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Trong khi bố mẹ và em gái của Darren đang rất đau khổ thì ở trong quan tài Darren đang thản nhiên nằm chơi các tựa game yêu thích của anh ấy. Đêm hôm đó Laten đào mộ và đưa Darren ra khỏi quan tài, nhưng trước khi hai người rời đi, Merlu bất ngờ xuất hiện và tấn công Laten. Ngay lập tức Laten tung đòn đáp trả, ông chiến đấu chống lại Merlu và cõng Darren chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hắn ta. Một lúc sau Laten đưa chàng trai trẻ đến khu cắm trại của gánh xiếc kỳ dị, nơi họ gặp một cô gái tên là Rebecca và những người kỳ dị khác trong gánh xiếc. Trong khi đó, Steve rất đau buồn trước cái chết của bạn mình. Anh tự tách mình ra khỏi đám bạn và hành động như một kẻ điên. Steve không còn tha thiết với cuộc sống hiện tại, nhưng ngay trước khi anh có thể làm điều dại dột, Tiny đột nhiên xuất hiện và ngăn Steve lại. Ông ta nói rằng mình biết về cuộc đời bất hạnh của Steve và những ám ảnh của anh về ma cà rồng, đồng thời cho Steve cơ hội để biến ước mơ của anh ấy thành hiện thực. Không giống như Laten và những người khác, Tiny và Merlu thuộc chủng tộc ma cà rồng khát máu. Họ là kẻ thù không đội trời chung với chủng tộc ma cà rồng bình thường như Laten. Khi thấy Steve hoài nghi về những gì mình nói, Tiny còn tiết lộ một sự thật gây sốc hơn. Ông ta nói rằng Darren vẫn còn sống và hạnh phúc ở thế giới bên kia, điều mà Steve luôn mơ ước và khao khát trở thành. Tiết lộ đó khiến Steve tức giận. Không cần đắn đo suy nghĩ, anh ấy chấp nhận lời đề nghị của Tiny. Quả thực lúc này Darren đang cảm thấy vô cùng thoải mái khi sinh sống cùng mọi người trong gánh xiếc kỳ dị. Anh bắt đầu rèn luyện để hoàn thiện những kỹ năng của một ma cà rồng và làm quen với những điều kỳ dị ở gánh xiếc. Một ngày nọ, Darren xem lại những bức ảnh về cuộc sống cũ của mình và quyết định gọi điện cho Steve. Nhưng đúng lúc đó thì Laten xuất hiện, ông lấy điện thoại của Darren và lạnh lùng đập vỡ trước khi cảnh báo anh ấy. Đêm hôm đó, Tiny tìm đến gánh xiếc để nói chuyện với Laten và ông Thóc về Darren. Thì ra cậu bé có năng lực bẩm sinh đặc biệt nên Tiny yêu cầu họ phải giao nộp Darren. Mặc dù là kẻ thù của nhau, nhưng ông Thóc tỏ ra rất lịch sự và nói rằng ông sẽ suy nghĩ về điều đó. Ít phút sau Laten đến gặp Darren và đưa ra một quy tắc mới cho anh ấy, rằng anh sẽ không bao giờ được tự ý rời trại. Để chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Laten bắt đầu huấn luyện cho Darren để anh ấy có thể tự mình xử lý nếu gặp rắc rối. Ở một diễn biến khác, Merlu đã biến Steve thành ma cà rồng và mang lại cho anh ấy một sức mạnh phi thực tế. Anh ấy dần trở nên xấu xa hơn và nạn nhân đầu tiên của Steve không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm của anh ấy. Lúc này Darren bắt đầu cảm thấy đói và anh ấy rất thèm máu tươi. Ngay lập tức Laten đưa Darren đến một trang trại. Ông chỉ khẽ hà hơi đã khiến người nông dân bất tỉnh. Laten nói rằng con người sẽ không biến thành ma cà rồng trừ khi họ trao đổi máu với con người. Sau đó bảo Darren yên tâm thưởng thức vài ngụm. Tuy nhiên bất chấp cơn khát máu đang gào thét trong cổ họng, Darren không thể làm như vậy với con người. Ngay sau đó, khu cắm trại bình yên của gánh xiếc lập dị bất ngờ bị xáo trộn bởi một nhóm ma cà rồng tàn nhẫn. Sự hỗn loạn xảy ra khi hai bên lao vào tấn công lẫn nhau một cách tàn bạo. Nhóm ma cà rồng Vampanizer đến đây để tìm kiếm Darren. Họ tìm thấy anh ấy đang trốn trong phòng hóa trang của Rebecca. Nhưng nhờ sự xuất hiện kịp thời của Laten, Darren đã được ông ấy giải thoát khỏi bọn chúng. Tuy nhiên lúc này Rebecca đã bị Merlu bắt giữ. Sáng hôm sau Darren lên đường đi tìm cô ấy. Anh tự trách mình vì đã không bảo vệ được Rebecca.
Lúc này Steve dẫn Tiny đến bắt cóc gia đình Darren làm con tin để uy hiếp anh ấy. Khi Darren trở về nhà thì không thấy bố mẹ và em gái anh ấy đâu, nhưng tìm thấy tờ quảng cáo về gánh xiếc quái dị. Trong khi đó, Laten cũng quyết định tham gia vào cuộc chiến, vì vậy ông ấy đã chuẩn bị các loại vũ khí cho riêng mình. Lúc này Darren quyết định đi đến nhà hát, nơi những buổi biểu diễn xiếc thường diễn ra. Ở đó anh tìm thấy Rebecca cùng bố mẹ và em gái anh ấy bị trói và treo lơ lửng trên không. Darren vô cùng bối rối khi thấy Steve là đồng bọn của nhóm Vampanizer. Steve trách móc Darren đã lừa dối mình, đồng thời tỏ ra tự hào khi được nhóm Vampanizer lựa chọn. Steve còn hả hê khi kể về người đầu tiên anh ấy giết chết chính là thầy giáo của mình, sau đó không do dự tấn công người bạn cũ. Đúng lúc đó thì Laten cũng xuất hiện và xông vào ẩu đả với Merlu. Vì Darren không uống máu nên anh ấy rất yếu và thất thế trước Steve. Nhưng ngay lúc đó, Rebecca đã tự giải thoát và ra lệnh cho Darren uống máu của cô ấy để lấy lại năng lượng. Ban đầu anh ấy từ chối làm theo, nhưng khi Rebecca đảm bảo rằng cô ấy sẽ ổn, Darren đã làm theo yêu cầu của Rebecca. Lúc này Laten đang chiến đấu với Merlu bằng tất cả sức lực của mình, nhưng vẫn bị Merlu đánh đập một cách dã man. Laten bị ném mạnh lên trần nhà và rơi xuống như một quả bóng. Chưa dừng lại ở đó, Steve tiếp tục đâm liên tiếp vào người Laten khiến ông ấy bị thương rất nặng. Merlu rút con dao trên người Laten đưa cho Steve và ra lệnh cho anh ta kết liễu Laten. Nhưng rất may Darren đã kịp thời xuất hiện đánh văng Steve. Trong khi Laten nhanh tay đâm một nhát chí mạng vào tim Merlu tiễn ông ta về thế giới bên kia. Lúc này Darren vẫn đang so tài cùng người bạn năm xưa của mình trong khi Tiny quan sát từ xa, thấy Steve thất thế trước Darren. Ông ta đã dùng bàn tay ma thuật để dừng cuộc chiến giữa hai tân binh, sau đó sử dụng phép thuật của mình để phục hồi sự sống cho Merlu và biến ông ta thành một sinh vật thấp lùn. Đồng thời yêu cầu Steve và Darren đi theo làm trợ lý cho ông ta. Kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Tiny, Steve ngay lập tức phục tùng ông ta, nhưng Darren đã quyết định ở lại. Laten thôi miên bố mẹ và em gái của Darren để xóa sạch ký ức gần đây của họ. Bằng cách này họ sẽ không nhớ các sự kiện siêu nhiên diễn ra trước đó. Darren nảy sinh tình cảm với Rebecca và hai người đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Darren quay trở về gánh xiếc quái dị, nơi anh ấy được chào đón một cách chân tình khiến anh luôn có cảm giác như ở nhà. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!